cá lóc nha bà con. Bà con đã biết cá lóc hết rồi đó. Cá lóc nó rất tốt, rất hiền thịt. Nhưng mà có một số người có bệnh thế này là không nên ăn, vì ăn là bệnh nó trở nặng thêm, lâu bớt thêm, lâu khỏi thêm. Đó là những người có bệnh gút, không ăn được cá thác lóc. Ăn vô là càng bệnh thêm, bệnh thêm. Còn nữa, bệnh gan, bệnh thận, người bị dị ứng với cá, nổi mận đỏ, nổi mề đay, ngứa da, nôn ói, hắt hơi, phù nề, rối loạn tiêu hóa là chúng ta không nên ăn, không nên ăn cá thác lát, à cá lóc. Vì ta ăn cá lóc vô là bệnh nó càng nặng thêm, khó khỏi, khó chữa. Đó, đó là những người không ăn cá thác lát để tốt cho chứng bệnh của mình. Đó là bệnh gút, bệnh gan, bệnh thận, người bị dị ứng với cá, nổi mận đỏ, nổi mận đỏ, mề đay, ngứa da, nôn ói, hắt hơi, phù nề, rối loạn tiêu hóa là không ăn được, không ăn được cá, cá lóc. Nhưng mà cá lóc nó rất tốt cho sức khỏe, bởi vì nó có protein, chất béo, vitamin A, B, D, canxi, silen, sắt, vút pho, major, omega 6, omega 3, nên rất tốt cho thị lực, khô mỏi mắt, mờ mắt, các bệnh về tim mạch, hỗ trợ về gân, giữ dáng cho xương khớp tốt, chắc khỏe, xương cứng, tốt cho cơ thể, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, ngăn ngừa những bệnh đau não bộ. Mà khi ta ăn thì ta ăn như các loại cá hàng ngày ta thường ăn, nhưng mà ăn liên tục 6 ngày thì phải nghỉ một ngày, ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày. Ăn thì ăn bình thường như những loại cá khác ta hay ăn. Chúc bà con ta ăn cá vui vẻ, mạnh khỏe. Xin chào bà con. Woo!